Đây là đường cao tốc Hải Phòng Quảng Ninh. Bắt đầu chuẩn bị vào đường cao tốc này. Bây giờ là tầm 1 giờ nhỉ anh Kiên nhỉ? 1 giờ thì chắc là khoảng 2 tiếng là về đến Hà Nội. Cao tốc Quảng Ninh Hải Phòng. Thank you.
quá rủi ro như mà thì mua vừa đấy này.
vậy là mình không biết. Trước đi cao tốc phải là nhanh không đúng không? Lúc sáng đi đi cao tốc để nút này vào phải là nhanh hơn không? À ừ, bên kia được đi xa rồi gì? Thông hết rồi đấy. Không chỉ Google Maps nó chạy vòng bắt vòng được đấy. Thì một bên là xuống Hòa Tân, một bên là vào thị xã đúng không? Ừ, không phải. Cái nút dưới có nghĩa là cái nút Hoàng Tân là nút trên, nút mình vẫn đi nút trên. Rồi. Vào Hà An nút trên, còn nút này nút dưới. Vậy mình chạy cao tốc đến đây mình rẽ vào cái chỗ bây giờ đi đường vừa ra đấy là xong, ok. Khỏi phải vòng vèo qua sông Chanh nữa, đúng không? Chạy cao tốc không có cái gì quay mà. À, có cái cầu kia. Đi qua cái cầu kia đã. Cầu Bạch Đằng em. Cho cả xe container đi ngang qua mà. Tàu container. Mình đứng ở chỗ cái mỏ mà cuối cùng á. Chỗ cuối cùng mà nó đang làm đường á. Đứng đấy nhìn thấy cái cầu tàu rất là to, tàu container họ đi ngang qua cái cầu này. Tàu container rất là cao.
6 vòng.